Thủy xin kính chào tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay ạ. Cho anh Thủy đứng lên nói nhìn các bạn cho thân mật chút xíu. Run quá trời tại vì về cái live show của anh Quỳnh 20 năm Hương Thủy mất ăn mất ngủ rồi lại bệnh ho lên, nay giọng không phải Hương Thủy. Quý vị biết không, ngày khi mà anh Quỳnh nói Hương Thủy ơi em về 20 năm kỷ niệm của anh thì Hương Thủy rất là vui. Vì hồi trước khi mà Hương Thủy ở Việt Nam, anh Quỳnh là thần tượng của Hương Thủy đó, các bạn có biết không? Và bây giờ thấm thoát là mười mấy năm được hát chung với anh, rồi lại được trong cái live show 20 năm thì Hương Thủy rất là vui và rất là hồi hộp và kỷ niệm rất rất là nhiều. Cho nên là khi mà nhận rồi thì rất là vui, nhưng mà nhận xong rồi bây giờ lại hồi hộp không biết sao đi nữa. Tại trong cái live show anh Quỳnh rất là nhiều ngôi sao lớn, chẳng hạn như chị Kỳ Duyên nè, rồi anh Hoài Linh nè, rồi chị Phi Nhung là một cặp rất là ăn ý với anh Mạnh Quỳnh nè, rồi Như Ngọc Liên, rồi Hà Thanh Xuân, rồi Lệ Nguyên, anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Chí Tài, anh Hoài Linh rồi, rồi Trường Giang, coi như là những cái ngôi sao lớn, thiệt là lớn. Hương Thủy hạnh phúc lắm các bạn ơi, là 20 năm của anh Quỳnh nhưng mà là giảm như 20 năm của Hương Thủy vậy đó. Cứ thác chảnh liên tục mà nói, mà nếu mà bà xã anh Quỳnh mà ghen chắc ghen chết là tại vì anh ơi chị cái này cái kia nọ ngủ không được ăn không được rồi bài. Anh nói ủa live show của anh mà giảm như của em vậy. Cứ kiếm hoài kiếm làm sao, anh nhớ ăn ngủ nha, tập thể dục nha, cứ là giảm như của mình vậy đó. Cho nên là bây giờ Hương Thủy chỉ biết nói là rất cảm ơn anh cũng như là cô Dung với tất cả mọi người đã cho Hương Thủy tham gia một cái chương trình rất là ý nghĩa này. Thì chị cảm ơn và cảm ơn tất cả báo chí ngày hôm nay. Còn nói nữa thì chắc cho Hương Thủy để trong cái live show anh thì Hương Thủy sẽ chia sẻ những cái bí mật bật mí của anh Quỳnh cho các bạn nghe nhé. Rồi. Cảm ơn chị Hương Thủy nhiều lắm.